Hello, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Hoya Family Cuộc Sống Mỹ. Đó, bây giờ thấy Ngọc sáng hơn rồi nè. Thì hôm nay Ngọc với bà Hai đi cho mọi người coi bà Hai nha. Tăng 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 tăng. Giết người. Trời ơi nè. Gì tự nhiên cái bà Hai giết người không phải. Bà Hai đẹp chết người luôn. À, bà Hai đẹp chết người. Bà Hai nhìn cho cô chú coi bà Hai tóc mới nè. Đó, để quay bây giờ khoe các bạn đầu tóc mới của bà Hai trước hả? Đó. Còn mấy chuyện kia tính sau đi. À, bà Hai thấy, các bạn thấy bà Hai nhìn đang nhìn giống búp bê không? Búp bê, búp bê mà. Búp bê này là búp bê không tình yêu nè. Đây, các bạn, thì cái đề tài đầu tóc của bà Hai đã xong rồi. Bà Hai đi qua bên Chicago, bà Hai cắt ngắn lên, đi uống lại đó, chạy về nhìn nó trẻ hơn, hả bà Hai hả? Nhìn nó xì tin dâu hơn, mới ra đúng nét của bà Hai hơn. 37 bây giờ còn 32. Phải không? Làm đầu tóc trước là còn có 32 tuổi hả? Tẻ măng luôn á. Đây, thì thôi. Cái món chính của ngày hôm nay Ngọc đã muốn mang cho tất cả mọi người là đây. Ghẹ hả bà Hai hả? Ghẹ. Ghẹ blue crab. Là cái này là Ngọc với bà Hai mua ở chợ Việt Nam nè các bạn, cũng không biết là bao nhiêu con luôn, hai bà cháu cứ đếm mà giờ nó cũng muốn ngẫm bà Hai hả? No, nó còn mạnh lắm. Nó còn mạnh lắm mà bà sao hai bà Hai cầm gì lỡ nó kẹp bà Hai sao? Bà Hai cầm nó như vậy nè, lấy cái bàn chải đưa ra rồi sao? Coi chừng nó kẹp nha. Biết rồi, nãy giờ nó kẹp bằng. Đó thì bây giờ bà Hai sẽ bỏ vô đây rồi xong rồi bây giờ mình bỏ xả vô mình ướp hả bà Hai? Ừ. Ủa, là không phải ướp mà bỏ xả vô hấp. Hấp xả. Cho nó thơm rồi bắt đầu hai bà cháu chỉ cần chấm muối tiêu chanh thôi. Cái này hồi nãy là mình mua bao nhiêu tiền bà Hai thà con quên trời ta. Quên. Nãy giờ con quên coi cái giá để con lấy cái bóp. Quên cái giá của cái đây nè, cái nãy đi mua đồ rồi. Đây nè các bạn, Ngọc có cất cái receipt này, Ngọc mới lấy bao nhiêu nè, đây nè, cái này là nó nằm đầu tiên luôn. Một mớ này á là một nửa ký á, là cỡ khoảng 120 ngàn, thì cái này hết là 52 đô, là có nghĩa cái này là gần 10 pound, là cỡ chắc 4 ký cua đó. Đây Ngọc mua ở chợ Kim Nhung nè, là 4 ký cua là Ngọc mua hết 53 đô đi, là cỡ 1.1 triệu đó. Cái gì đúng rồi, 4 ký cua 1.1 triệu đúng rồi. Đây này các bạn ơi, thì đây cái nồi, nguyên một cái nồi ghẹ đây, bà Hai bây giờ là đang đập xả nè, đập ra cho nó mới thơm á bà Hai hả? Đã dễ sợ luôn á. Coi vậy mà còn mạnh. Bà Hai, mình có bỏ vô miếng nước nào không bà Hai? Không có. Không hề một miếng nước nào hết. Không có. Bà Hai nghĩ cái này bao lâu sẽ xong? Nửa tiếng hồ ăn. Không biết phải không? Không biết à. Rồi cái xong rồi cái bà Hai rải xả lên ở trên hả bà Hai hả? Chắc là đỡ luôn chút xíu nước thôi nhờ. Hả? Chắc đổ vô xíu nước hả? Ừ. Cho một xí đi. Được chưa? Được chưa? Biết sao không? Lát cái nó ra nước nữa. Đây, phim xả. Phim xả hả? Rồi có một chút nữa con. Rồi vậy cái bắt lên ấy vậy thôi. Rồi, bây giờ sẽ chờ, chúng ta sẽ chờ cho tới chờ ngày cua chín. Ghẹ chín chứ, chờ ngày ghẹ chín. Rồi, bây giờ Ngọc sẽ mở ra thử coi sao rồi. Oh my god, it's hot. Nóng quá. Đây, vậy là chín rồi bà Hai hả? Chín rồi đó con. Rồi, vậy chín là bây giờ mình cứ tắt máy, tắt cái mình nảy nắp lại hả? Đây nè mọi người ơi. Cái mâm cua đã được bài trí ra rồi nè. Trời ơi, mọi người nhìn cái mâm cua đã đời không? Quá đã luôn, cái này là siêu to khổng lồ rồi nha mọi người. Còn mà không biết làm sao, ghẻ chứ lộn, cứ cua hoài. Không biết làm sao mà cái càng của nó tự động bị gãy ra hết nè mọi người ơi. Đó. Làm tự nhiên cái mất thẩm mỹ không? Còn quá trời càng luôn. Cái càng này á, mà nếu mà mình muốn ăn cái những cái khác nhau á, mình đem mình đi sầu me hay sầu tỏi gì, cái càng này mình ngậm cũng đã lắm á. Quá trời luôn. Rồi bây giờ xin mời tất cả mọi người nha. Okay. Sau một hồi để cho cua nó nguội bớt rồi xong mình mới ăn được, thì bây giờ gia đình sẽ bắt đầu. Gì chay? Chay thì đang ăn chôm chôm cô chú. Bây giờ gia đình sẽ bắt đầu ăn cua nha. À, tơ ghẻ nha, cứ lộn cua hoài nha. Thì bây giờ thumbnail picture nè, chạy đi. 1, 2, 3. Trời ơi, giỏi quá. She didn't miss a step. No. Oh, she's showing everybody else her food. Đó, đó, chay tự chi đồ ăn của chay đó. Thôi bà Hai, xích đu, xin mời bà Hai. Ghẻ này thì nói chung là được với cái lẫn lộn không bà Hai?
đực nó cái không à, ba không có đực. Ờ toàn là ghẻ cái không à. Hôm bữa nay kiếm còn được không ra mà không biết cái nào ngon bà. À bà hai nói bữa nay kiếm được không ra đó. Rồi thôi, xả láng sáng gì sớm ba hai ơi. Chào cô chú bà. Thì theo như mọi người đã biết thì cái tới cái video clip ngày hôm nay thì Ngọc với bà hai là mới vừa đi, Ngọc thì mới vừa đi Cali về, còn bà hai thì mới vừa đi Chicago về. Hai bà cháu về tới nhà hôm qua là lúc 11 giờ tối. Ngọc còn bị lạc giờ ở bên Cali. Tại vì ở bên Cali chạy sau ở bên Michigan 3 tiếng đồng hồ luôn các bạn. Khi mà Ngọc qua đó thì Ngọc ok, nhưng mà bây giờ khi mà Ngọc về tới nhà, biết sao khi mà mình đi á, mình háo hức, mình nôn nóng đi quá mà mình qua mình gặp người thân yêu của mình cái mình vui á, nên mình không có buồn. Ờ không lòng không có mệt. Nhưng mà khi mà về rồi mình biết về là bắt đầu trở lại với lại cái cuộc sống bình thường hàng ngày, rồi bắt đầu đi làm đó, tất cả mọi thứ nó bắt đầu sẽ mệt mỏi, nên bắt đầu về lúc này các bạn nhìn mặt Ngọc là bơ phờ luôn. Sáng á, hồi tối hôm qua từ tới 2 giờ sáng Ngọc mới ngủ, rồi sáng lần sáng Ngọc ngủ cho tới 11 giờ Ngọc dậy, xong rồi cái nói chuyện với mẹ làm video một chút xíu rồi bắt đầu đi chợ với bà hai cho tới 4 giờ chiều mới về tới nhà. Bây giờ ngồi ăn cái này là 6 giờ chiều các bạn, nên là Ngọc buồn ngủ dữ lắm, Ngọc mệt dữ lắm, nhưng mà Ngọc phải ráng để ăn xong rồi cái tắm rửa Ngọc đi ngủ sớm để sáng mai á là Ngọc phải đi làm, nên là phải ráng chứ mà giờ mà đi ngủ rồi tối ngủ không được rồi sáng mai sực sần nữa mệt lắm. Chồng Ngọc sáng mai anh cũng phải đi làm nữa, cảnh nó cũng đang bơ phờ lắm. Coi nè, tôm cua bữa nay ghẹ bữa nay tươi dễ sợ. Rất bà hai bữa giờ bà hai cũng thèm cái này lâu rồi hay hả? Nhưng mà bà hai nói ăn cái này không có ăn chung. Buồn. Thì đó bây giờ ăn bốn mình nè bà hai nè. Bốn mình đúng rồi. Ngon con. Ngon ghê, ngọt ngay. Ngọt ha. Ừ. Chắc thật ghê. Bé bé. Mấy cái mâm này Ngọc nói là 50 đô đó các bạn. Tiền Việt là cỡ 1.2 triệu, 1.2 triệu. What do you think, baby? What do you think? What do I think? What do you think? I like it. You like it? Yeah, but this is a little bit too small for you, right? Yeah, a little bit. But I will persevere. Once I get tired. Ngọc hỏi chồng anh thấy soon. Sao? Anh nói anh thấy thì cái này cũng cái thịt cái hơi nhỏ ra khó ăn cho anh, nhưng mà anh cũng sẽ cố gắng. Ngon bà hai, ngon á. Ngon ha. Rất là ngon. Bà hai tự nhiên nhắc miếng cần lắm. It's a lot of work for a small piece of meat. Nó đẹp mà. Đẹp quá. Chồng của bánh đó hả? Rất là nhiều. Là phải công phu cho nó mới lấy ra được miếng thịt của cua. Thằng ông người ta nó có thích giống như mình. Con thì thật sự con cũng không có kiên nhẫn gì mấy, nhưng mà thấy ngon. Bữa nay ăn cái này thấy ngon nè, nhưng mà ăn mấy miếng thịt bự bự ngán quá. Cái nước này thì ngon quá, nó đừng bỏ quá. Cái nước còn ngay à? Chuyến đi Cali vừa rồi của Ngọc các bạn rất là thành công tốt đẹp. Các bạn cũng như các bạn cũng đã biết rồi đó, thì gia đình Ngọc chỉ có hai anh em thôi. Rồi cái Ngọc mới vừa kết nghĩa được một đứa em nữa, là Ngọc nói trên video là em trên channel của Ngọc á. Nhưng chuyến đi Cali là Ngọc chủ yếu là Ngọc thăm đó, để Ngọc biết nó ở ngoài đời. Cái chuyến đó là cũng chính là những chuyến lần đầu tiên Ngọc gặp nó luôn đó. Hai chị em nói chuyện rất là nhiều, rất là hợp luôn, nói từ sáng cho tới chiều cho tới khuya, nói chung là nói miết luôn. Một ngày là 24 tiếng đồng hồ là chắc nói chuyện, ngủ hết 8 tiếng rồi nói chuyện hết những cái tiếng còn lại á. Thì gặp nhau rất là hồi hộp. Sẽ không biết như thế nào, không biết có khi nói chuyện như tin nhắn lúc nào nó cũng khác như ngoài đời đó. Nhưng mà thật sự là rất là tuyệt vời, cái chuyến đi vừa rồi rất là tuyệt vời. Chồng Ngọc thích chồng của em Ngọc. Rồi hai chị em rất là hợp với nhau, chồng Ngọc cũng thích em của Ngọc, rồi chồng Ngọc cũng thích chồng của nó. Đó. Nói chung là khi mà về một cái là chồng Ngọc anh khen rất là nhiều. Phải nói là chuyến đi vừa rồi á, gặp được những người tốt và mà mình có thể build được một cái mối quan hệ phải gọi là lâu dài luôn, phải gọi là forever. I'm telling everybody about us and Julia. How happy you are. Yeah, it was a really good trip. Yeah. Really fun. Like almost no responsibilities, no worries, no issues, no problems.
Dì Út của chay á hả, là lo cho chay từ A cho tới Z, từ ăn uống tắm rửa thay tả. Nói chung là khi mà đi gặp những cái cô mà muốn gặp Ngọc ở Cali á, là nó nói để em đi với chị, để em giữ chay cho chị dễ nói chuyện với mấy cô. Rồi vô tới đó là chay nó khóc một cái là dì Út nó đứng lên làm hết tất cả mọi thứ, tới nỗi mà mấy cô đó là tưởng là nó là em ruột của Ngọc, là phải có máu mủ gì luôn á. Mấy cô đó thích quá. Xong rồi chủ yếu mấy cô đó đi để gặp Ngọc với gặp chay, mà xong rồi mấy cô đó thương luôn, thương em luôn của Ngọc luôn. Nói là trời ơi, Út của Ngọc dễ thương quá, thương chị ba quá, nó kêu Ngọc bằng chị ba. Thương chị ba quá, thương chay quá luôn, chăm lo từng đi từng xí. Nói chung là cả gia đình Ngọc ai cũng mến cũng thương nó. Nói chung là rất là tuyệt vời. Nên là bây giờ Ngọc muốn công bố với tất cả mọi người là Ngọc có thêm một đứa em nữa, là không cùng máu mủ, nhưng mà là một là trong cuộc đời Ngọc là Ngọc coi đó là một cái đứa em mà gọi là gì ta, em guộc á, không guộc mà thành guộc luôn á. Anh Bảo cũng thương, Bảo cũng nói chuyện đồ này kia các nọ, trong vòng 7 ngày ở Cali là ngày nào cũng gọi mẹ với ba, kêu mẹ với ba bằng ba mẹ luôn mà. Không có sọt tay luôn. Ối ra bây giờ heo quá. Cuộc đời này đúng là tìm được tri kỷ rất là khó các bạn. Nhưng mà Ngọc tới giai đoạn này thì Ngọc có thể là Ngọc có thể nói là Ngọc đã tìm được cái người tri kỷ của cô đời Ngọc rồi đó. Ngọc, em Ngọc á, nó không có thích lên video. Nó ngại lắm, giống như cái cuộc sống của nó muốn âm thầm và lặng lẽ. Nhưng mà Ngọc thì Ngọc chụp hình xong rồi Ngọc cũng không quay, khi mà Ngọc quay video các bạn cũng thấy Ngọc không có dám quay. Hết hồn. Ngọc cũng không có quay nó nhiều nữa, tại vì mình phải tôn trọng người khác chứ. Ngọc quay em rể Ngọc thôi. Nhưng mà có nhiều bạn là nói chị ơi quay mặt em chị đi, nhưng mà Ngọc có đăng hình của em Ngọc ở trên Facebook á, cái trang Facebook của Ngọc á, thì bạn nào có kết bạn của Ngọc trên Facebook thì các bạn cũng có thể thấy được mặt của Út Út của chay rồi. Mình có học hay cho miệng. Ôi em bây giờ. Ủa bà anh ăn hết bà mấy miếng thành lòng ơi gì đó. Dục quá. Chay xong kéo áo mẹ chay. Cái mày đặt con quá. Dục quá. Có ăn quýt đâu? Có ăn vỗ quýt vậy, có muốn tay nhọn không? Ăn nhiều quá, em ăn 2 trái hả? Trời ơi bà Hai ăn này chắc bốn. Rồi bà Hai có thể nào tâm sự với con về chuyến đi Chicago của bà Hai được không? Được, bà Hai đi chơi vui. Would you like some serene? Serene? No. Không ăn thường xuyên hả? Thường xuyên á? Ừ, thường xuyên á, mà sao nấu? Chắc no quá rồi. Chắc no quá rồi. Too cold hả? Rồi con bà Hai, con excuse me bà Hai nói đi bà Hai. Excuse bà. Me. Chuyến đi Chicago của bà Hai như thế nào? Chuyến đi bà Hai vui, bà Hai gặp được em, được cháu, bà. Dạ. Nói chung là một tuần nghỉ ngơi phải không bà Hai hả? Con cũng vậy, con cũng là một tuần nghỉ ngơi. Ngồi thấy bà gì thấy về còn mệt hơn nên nghỉ. Về đi còn mệt quá trời luôn. Đi quanh bên. No, thank you. No. I'm good. That was good though. Yeah. Just a little small. And hard to work for. Dạ muốn anh chồng của anh nói ngon mà khó ăn khó ăn thật đâu là biến. I'm lazy to get the food. The bean. I'm limping. Yeah, today I'm limping. You know, it's our first day back from our trip. Mới đi Cali về. We had to do all this work and now it's just relax for the rest of the day. Oh, con ạ. Still more. You want it, baby? No, thank you. No. I said no, thank you, but you were already on your way to my mouth, so I couldn't say no way after that. Không ngon à, cái này ngon mà mẹ con cũng qua đây cũng thích ăn cái này đó bà. Nguyên một mâm này mà $50 là rẻ đó các bạn, rất là rẻ. So hi, tell me about your trip. Đó. Good. Chồng Ngọc mới good, I see you got a haircut. Bà Hai là từ. Bà Hai làm đẹp luôn. Yeah. Quá luôn, quá đẹp. Quá luôn. Giữ ta đó, bà Hai là giữ ta. Giữ ta. Oh good, what else did you do? I see, it looks like you saw your sister, right? Bà Hai đi shopping đồ này kia bên đó bà Hai. Đó. Hang out with your sister, that's pretty cool. Yeah. I like it. I hung out with my sister too. Yeah, you did. Bà Hai đi gặp em con cũng đi gặp em luôn bà Hai. Right. À.
Yeah. Cái này em già, kia em trẻ. Bà ai nói này em già, kia em trẻ. Em Ngọc thì nó nhỏ hơn Ngọc 1 tuổi à. Cũng còn trẻ lắm. So you stayed the whole week at Chunam's? Ồ, các bạn con. Yeah. Con gặp với lại... She just this morning today. Oh. Gì bà hai? Gì ba đi về hồi sáng. Oh, so your sister just left Baha'i, or just left her this morning, or did she was by there anyway, right? Mm-hmm. It's only an hour drive. Bà ba thì ở cách Tiếp Phượng tiếng đồng hồ chạy xe. Tiếng rưỡi. Bữa bà lên thì cắt xe 2 tiếng mấy, bà mệt quá. Vậy hả? Ngon lắm. Con này bữa nay ngon quá. Ngon thiệt nữa. Dạ, ngon ghê mày. So what was your favorite meal that you had when you were there? Cái món ăn nào mà bà hai thích nhất khi bà hai lên chi kìa con? Dạ. Món kho à? Món kho hả? Để lâu quá mà. Hai làm. Tiếng Phượng làm. Nice. It's like a fermented fish. You know what my favorite meal? I didn't even have. Somebody else had, but the night we're gonna try to find it the next time. Oh. Jonathan? Yeah, the bò and the crunchy noodle. Cái món anh nói cái món yêu thích của anh ở Cali, anh muốn ăn nữa. Tại vì Jonathan em rể của Ngọc nó kêu ra một cái món mà mì xào giòn mà có bò xào cho nó nữa. Thì Quynh ăn thử. Nhưng mà thì Quynh không có biết được kêu món đó kêu món khác, rồi cuối cùng mình chỉ ăn thử được miếng của Jonathan chút xíu thì thôi, mà đợi cái món đó là cái món mà thích nhất đó mà không được ăn. Yeah. So what restaurant did we have it at? That famous person, right? Cái đồ đó của cái món đó là của bên quán gì của nghệ sĩ Việt Hương á. Việt Hương. Vic Hoon. Yeah. Well, thank you Vic Hoon for serving another person my favorite meal. Chồng ngoan mới cảm ơn anh, nói cảm ơn Việt Hương. But we gotta find it here. I want it here. Con nghĩ ông kêu giống mì xào giòn thì cũng có thể dễ làm đó, rồi thịt xào lên rồi bỏ lên cũng dễ đó, nhưng mà cái này phải học làm thôi, không phải học. I'll try to learn to do it. You learn to do it or learn it because they won't sell it in Michigan? No, it's more of a West. No, it's not. It's more of anything, but the people they don't have it on their menu. Okay. Chồng một anh hỏi, ủa cái món đó không phải tại sao Michigan không thấy ai bán? Tại vì cái món đó là người Cali ăn, nó đâu phải tại vì cái nhà hàng đó nó muốn bán món nào bán thôi. Bà hai coi trong đây có trứng rồi bà hai. Oops. Đây nè. Đã quá hả? Rồi, còn trong đây có trứng nè. Đã quá. Quá đã luôn á. Công nhận á bà hai ha. Ngon quá. 1, 2. Chắc bà ăn lâu lắm rồi nè. Con chắc con cũng ăn lâu luôn á bà hai. Đã ngon quá. Ngon quá. Ai da. Ai da 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 da. Oh, you see the baby doll's new earrings? Cô chú, ba chay hỏi là cô chú có thấy cái bông tai mới của chay chưa? Hopefully they'll stay in. Em cũng học qua diễu của chay, em mua cho chay hai đôi bông tai. Một đôi bông tai là hình cái con Mickey Mouse. Một đôi bông tai là đôi bông tai hộp xoàn. Thì khi mà vừa xuống sân bay đi về nhà, we did all gỡ cái bông sòn ra đeo vô cho nó, rồi đeo có một chiếc à. Đeo được 2 ngày mất. Mất bông sòn. Còn giờ còn có đúng chiếc bông sòn ta nói. Mất hả? Mất rồi. Tao nói con nhỏ là ươm á. Con nói con nhỏ này nó lựa đồ, tao nói lựa đồ mệt mỏi nó mất không, khổ nó dễ sợ luôn. Ở đây vừa hỏi nó cũng mất rồi. Mất biết. Bởi vì đâu thèm đeo các cô chú tới nổ xong chay đeo bông tay đeo này đâu kia là cho mất biết. Đâu này không biết mất đâu thứ mấy rồi. Mệt dễ sợ. Yeah. So our trip, it started off with JD getting a cold and then all of us getting a cold. So we actually did all this preparation to go to Disneyland with JD and take her for her first time. Mm-hmm. But it didn't happen because everybody was sick, and then by the time we felt better, we had no more time. Chồng Ngọc nói là cái khoan khoan để Ngọc khoan các bạn coi cái gặp này. Cái này mơ mốt con Julia qua phải mua cho nó tại vì nó thích ăn cua mà có gặp lắm. Coi nè. Coi đã không? Chồng Ngọc anh nói là cái chuyến đi á vừa qua cái lăn chay bệnh liền, sổ mũi liền.
là bắt đầu nó hai ngày sau nó lây cho ba nó, rồi lây cho Ngọc, rồi lây cho dì Út. Nhưng mà chồng của dì Út là thật sự là không bị, tại vì nó kỹ lắm bà hai. Nó kỹ lắm, nó rửa tay nó, rồi nó hai ngày đầu nó không đụng vô chay nha bà hai. Mỹ nha các bạn, Mỹ cái chuyện đó là chuyện bình thường. Hai ngày đầu không đụng vô chay, tại vì ai cũng sợ bệnh, nó bệnh là mệt lắm, là một mình ổng là lái xe mà, nên ổng phải giữ cái sức khỏe, ổng đi rửa tay biết luôn, ổng không đụng vô chay để cho, tại vì hai ngày đầu là hai cái người ta gọi là hai cái ngày mà người dễ bị bệnh nhất là sao á, là ấy. Rồi bắt sau xong là bắt đầu là chơi với con chay, ôm chay, yêu thương chay được dữ lắm, nhưng mà hai ngày đầu là không có đụng vô. Rồi ổng đi rửa, rồi nó đi rửa tay nó cũng nhiều lắm. Rồi xong rồi cái đến dẫn chay Disneyland rồi này kia, nhưng mà nghĩ vô đó đi bộ nhiều nè, rồi nó bệnh nè, nó chôn vô. Một cái vé của Disneyland này từ 170 tới 180 đô. Em một nó nói nếu mà đi chơi vậy thì không có nó không có đã, chừng nào đợi nó lớn chút xíu mình còn nhiều việc với nhau rồi từ từ đi. Với lại nó cũng còn nhỏ, nó chưa có biết enjoy Disneyland là gì, phải có không, phải lớn và có sức mà đi được. Yes, we were all coughing and. Mà ai cũng bệnh, trời đất ơi, Ngọc cũng bệnh là bị sổ mũi. I coughed so much I blew an eye vessel. Rồi sổ mũi, rồi ho, rồi đau họng, đồ tùm lum hết. Nhưng mà người bệnh nặng nhất á là dì Út cô chay, tại vì nó là người chăm sóc cô chay nhiều nhất. Chưa gì, bye bye. Mới sáng rồi đã nói bye bye đó. It looks like somebody's tired, is it? Bye bye. Bye bye. Cái người nặng, cái bệnh người bệnh là làm chay tính đi. Xong rồi cái người bị nặng nhất á là tới Út. Bye bye. Rồi tại vì gần nhúc nhân gần gần hơn. Rồi tới người bệnh nặng thứ hai là chồng Ngọc. Ngọc thì hơi thôi, còn cho nên là Ngọc có bệnh. Vui. Bố mama cả đám ôm nhau nằm bệnh, nằm bệnh trong nhà, cuối cùng cũng đi đâu được nhiều, chỉ là đi ăn vòng vòng rồi xong rồi đi quay phim rồi đi chơi đồ chủ yếu vậy thôi, chứ còn không có đi gì nhiều hết. Nhưng mà vậy là vui rồi. Đi ít quá, đi một tuần lễ đúng là rất là ít luôn á. Trước khi Ngọc qua nó có ghi sẵn cho một cái list rất là dài luôn. Để em chị qua em dẫn chị đang cái này kia, nhưng mà cuối cùng qua bên đó cái list đó ăn dữ lắm, rồi có 5-6 chỗ à. Còn nhiêu là nằm nhà không. Và với lại một cái điều lạ lùng là của Cali nè các bạn, tại vì những cái quán mà em Ngọc nó muốn dẫn Ngọc đi ăn á là toàn quán ngon không à, mà những cái quán ngon của Cali á là khi các bạn đi ăn á là các bạn phải đợi ít nhất là 1-2 tiếng đồng hồ, lợi hàng dài vậy đó. Nên á khi mà ngủ dậy á là 8-9 giờ dậy là phải ăn cái gì ở nhà trước, rồi bắt đầu 11 giờ bước ra khỏi nhà tới chỗ đó ăn đợi, rồi bắt đầu mới không đói, chứ mà còn mà đợi tới chỗ đó mà đứng đợi nữa là đói là chết luôn á. Trời ơi, lạ lùng lắm, đi đợi dữ lắm. Trời ơi, con gạch này bà hai. Con này ớt nè. Oh my god, so good. Yeah. Rồi chồng Ngọc qua bệnh thì nói chung là ăn đồ châu Á được mấy ngày. Xong rồi cái qua bệnh ngán rồi, thôi bây giờ ăn đồ Mỹ. Thì em rể với lại Út cô chay đi dẫn đi ăn gọi là cái bánh hamburger mà gọi là in and out, là chỉ có ở bên Cali mới có thôi. Ngọc thì Ngọc cắn được, em Ngọc nó ăn xong Ngọc cắn được một miếng bên nó, vậy chị Điền Quynh ăn Ngọc cắn được chút xíu, chứ còn thật sự qua đó Ngọc không ăn đồ Mỹ luôn á. Có một ngày ăn đồ Mỹ là tại vì đi chơi về xong cái nó dẫn vô nhà hàng Ý ăn đồ Mỹ được có chút xíu đó. So I only had fast food what, 3 times? No, 4 times, 6 times. What do you mean like 6 times? Many times. I only had In-N-Out twice. The first day and the second time. I had Cane's once. Then Chick-fil-A. Then one time Chick-fil-A there. You didn't know? I only had Chick-fil-A at the airport and then one time there. Everything else was either the cereal at home or at the restaurants. Yeah. And then Domino's pizza one night. Bữa con đưa bà hai đi hả? Thì con ăn cái trước trên đường đi máy bay là con ăn cơm tấm đó. Rồi xong rồi vô sân bay con dậy luôn á. Rồi tối về thì Julia nó mua cho con mì quảng. Đó, ngon không? Không. Mì quảng của bà hai nấu nữa. Ngon chưa? Đó, ngon lành vậy đó. Con nói thiệt mà. Ngày hôm sau nó làm cho con một tô bún bột quế, con nói thua bà hai nấu luôn, nó đủ về bà hai, nó nói thôi về nhà cho bà hai nấu ăn đi chứ qua đây Cali nó nói qua Cali mà sao ăn toàn kẹt chê nên đồ bà hai thua đồ bà hai nấu không vậy. Ew. Hả?
So, Bahai, did you travel anywhere or did you stay at their house pretty much the whole just time? Just at their house. You should stay at the house? They didn't take you to the bean? They didn't take you around? Go to the market. Oh, well, that you at least you did your favorite. Favorite pastime. And then shopping. Oh, good, good. Shopping, that's good. But no, no events. You don't care, right? No. Gotcha. Chú tay cho mẹ hả? Đó, giờ nó chú tay cho mẹ đó, cô chú thấy chưa? Mày dậy sao mày ăn? Hả? Chú một tay thôi. 7, 8, 9, 10. 7, mà nó nói xà bố không à? She say 7 weird. Right? Yeah, xà bố. Mình thường thường mình nghe tưởng là bubble không á. Several, eight, no, seven. Hồi nãy giờ Ngọc ăn được 4, 5 con, vậy bà Hai ăn được mấy con rồi? 3 con hả? Ngon quá bà Hai ơi. Cái này mà ăn, Ngọc nghĩ là chắc bà ăn thêm một con nữa Ngọc sẽ không? Sao? Seven mà nó nói xà bố không? Không, chắc bà ăn nhiều quá, ngon quá bà ngồi. Good job. Ý là con nói ăn xong một con để chắc con cúp máy với các bạn. Tại vì bây giờ các bạn mà ngồi mà chờ mà mình ăn hết cái này là thấy là hết giờ hết ngày của người ta luôn đó bà. Đúng rồi. Yeah. Ngon quá. Yeah. Không biết à em Ngọc có là chuẩn bị là nó sẽ qua thăm Ngọc các bạn. Chuẩn bị tới hồi chừng nào nó qua thăm Ngọc thì Ngọc thông báo cho các bạn cùng biết. Chứ sợ nó trước bước không được. À. À, em Ngọc thì hiện tại á thì nãy Ngọc nó nói tuổi cho các bạn biết rồi, thì hiện tại em Ngọc nó đang học theo học ngành bác sĩ. Bác sĩ surgery là bác sĩ phẫu thuật á ở Mỹ, còn 2 năm nữa nó sẽ xong. Rồi còn gì nữa không ta? À em Ngọc với các bạn nhìn có cái nét giống Lai đúng không? Em Ngọc là Mỹ Lai. Lai Việt Nam với lại Campuchia, nó giỡn thôi chứ còn Lai Việt Nam với lại Mỹ trắng. Đó, cái đó là sơ được vài nét về em của Ngọc. Tại vì chị tự nên bên ai nói gì nói nhiều quá. Tại biết sao mới đi Cali về mới gặp nó thì đó. Nên là bây giờ cái video này là hơi là sơ được về nó hơi bị nhiều. Với lại Ngọc cũng muốn giới thiệu cái gì những cái gì mà thay đổi trong cuộc đời Ngọc á. Ngọc cũng muốn mang đến cho tất cả mọi người. Ví dụ như nay Ngọc có thêm đứa em, hay là nay có chuyện gì diễn ra gia đình, thì Ngọc cũng muốn giới thiệu với tất cả mọi người cho mọi người nắm bắt thông tin để mốt mà hỏi gì Út là ai mọi người cũng biết á. Cái gì á? Thường Út lắm, chày thường Út lắm. Út cũng thường chày lắm rồi. Hai vợ cháu tao nói tối nào cũng ôm nhau ngủ cho nằm trên người ngủ luôn. Chày thì Út nhớ chày quá, thì Út nhắn tin cho mẹ. Vì Út nói trời ơi bây giờ vì Út nhớ chay quá, vì Út muốn được ôm chay ngủ. Bởi trên đời này nhiều lúc á người gặp được người á, mình không có thể nào mà biết được chừng nào là mình sẽ gặp ai, chuyện gì sẽ xảy ra sao sao đó, khó lắm. Tự nhiên cuộc đời nó đưa đẩy à, duyên số. Ai có duyên với ai, có nợ với ai là nó tự động tới hết trơn. Khỏi cần tìm kiếm. Cái này bà, cái này như là cái cục lưng vậy bà hai. Đã bà hai. Đã. Con ăn nghe bà hai. Ăn không? Ngon lắm. Trang ăn bên đây. Không biết nữa. Ngon lắm. Ngon. Đúng rồi, ôi giỏi quá. Con giỡn mặt không? Ăn không nhả ra. À cái lại đó, cái lần này Ngọc được gặp cô Hiền với lại cô Hòa với lại cô Ngoại. Cô Hiền đó, là người con Ngọc lúc mà Ngọc mới làm video luôn. Ngọc nhớ mà. Cô Hiền cũng nhắn tin Ngọc lâu dữ lắm mà. Cô Hiền từ cái chỗ mà Ngọc ở cái nhà Ngọc mướn ở bên Cali á. Nghe nhà em Ngọc mướn ở bên Cali cho tới mà cái nhà cô Hiền là cái chạy xe 1.5 tiếng đồng hồ mà cô Hiền với cả gia đình kéo xuống, có chú nữa kéo xuống, chồng của cô Hiền nó thăm. Trời đất ơi, cô Hiền vui vẻ mà cô Hiền nói là Ngọc ở ngoài rất là dễ thương, cô nào cũng khen vui vẻ đồ này kia nọ. Nói chung là cô chú cái bữa đó
rất là vui luôn, được gặp tất cả mọi người, ai cũng vui vẻ. Rồi cái Ngọc cô nó nói cô Hiền bữa nào cô Hiền cũng muốn, mấy cô cũng muốn qua nhà con, cứ qua báo cho con biết. Nhà nhà con nó nhỏ vậy đó, nhưng mà mình sống theo kiểu bình dân mà. Trải chiếu nằm ngủ hết, xếp lớp như cá mòi vậy đó. Cô cho cô mấy cô mà thương con á, khách sạn mướn được chứ, nhưng mà chơi vậy mình chơi mới tình cảm. Đó. Cô Hiền gọi trước khi Ngọc về lên sân bay, Ngọc máy bay Ngọc đi về, cô Hiền gọi cô Hiền nói trời thương quá. Tội nghiệp ghê luôn á. Đúng là những cái, đúng là cái chuyến đi Cali này Ngọc gặp được rất là nhiều người yêu thương thật sự luôn, làm cho lòng Ngọc cảm thấy rất là vui luôn á. Cô Hiền con Ngọc lâu dữ lắm, không có bỏ sót cái video nào, có cái gì, những cái chi tiết gì trong video là cô Hiền thấy hết. Cô Hiền dẫn Ngọc đi ăn cái quán ốc và lẩu, ngon cực kỳ, ngon cực kỳ ngon luôn. Mà đông, cô Hiền phải tới trước 45 phút để lấy chỗ, Ngọc tới xong rồi ngồi phải đợi thêm 45 phút nữa. Coi coi được không? Mà ngon lắm, gỏi, gỏi ngon, ốc ngon, ngon dữ lắm bà hai. Vô là cũng nói là nó chật bàn hết trơn luôn Cali, xong hay thiệt. Nổi tiếng quá. Quá ngon hả bà hai? Quá ngon bà hai, nãy giờ ngồi. Ngồi làm thịt luôn. Ngồi làm thịt luôn. Kệ bà hai làm thịt ăn cho lẹ. Ngon quá. cái này chỉ có con bà hai thôi đó. Còn mấy này chịu thua rồi đó. Ăn cái này chút còn phải rửa tay, không phải lấy chanh nữa bà hai. Chút nghe tâm dữ không? Rửa chanh đó. Đừng giục, giục không? Dạ. Nó có giục không? Ngon quá, ngon, tươi. Ngon. Thôi nhưng mà bây giờ Ngọc cũng vẫn còn phải tiếp tục để ăn cái này. Nhưng mà bây giờ cái video clip này nãy giờ nó dài quá rồi. Hồi nãy giờ tất cả những cái gì mà Ngọc muốn tâm sự của cái chuyến đi của Ngọc ở California với lại cái chuyến đi của bà hai ở Chicago. Hai bà cháu mình có một chuyến đi quá tuyệt vời bà hai ha. Rất là tuyệt vời, rất là hạnh phúc luôn. Thì xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip ngày hôm nay. Hy vọng là mọi người thích cái video clip này và tiếp tục ủng hộ cho kênh Hoya Family của Sơn Mỹ bắt trước đó. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye bye. Ngọc không ra tiếng nữa, không ra tiếng. Ồ quá. Ở đó thì ở được. Chịu đời không nổi với nó đâu. Chịu đời không nổi với nó luôn. Rồi lại nha. Chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và sẽ hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Không mềm miếng ai.